SBTV xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Lời nói đầu tiên những người làm chương trình sẽ được gửi đến quý vị và các bạn lời chúc bình an và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bà Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh sau việc có gì nghiêm trọng đâu mà lũ lươn mừng vui. Xin kính chào quý vị. Như chúng tôi đã cập nhật đến quý vị, sự việc CEO Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh đã được báo chí lên bàn rầm rộ như được mùa. Nào là báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ, đặc biệt là báo Pháp Luật Online của nhà ông Nguyễn Đức Hiển. Nhưng sau đó thì báo Công an Nhân dân cũng đã lên bài đính chính, thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh là chưa chính xác. Tuy nhiên, theo như ban biên tập chúng tôi tìm hiểu kỹ đầu đuôi câu chuyện, thì việc bà Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh là có, nhưng do cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định, chứ không phải là Công an Bình Dương, và cũng không phải là Bộ Công an, và quyết định này cũng đã có từ tháng trước. Cụ thể, quyết định này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 2, 2022, là cách đây gần một tháng, chứ đâu phải mới có quyết định hôm nay đâu. Mà Phó Tổng Hiển, Henny Vibo hớn hở như được mùa thế nhỉ? Theo quy định đang vướng kiện tụng, ai cũng như nhau, không cho xuất cảnh là bình thường, công dân nào cũng vậy thôi. Quy định này sẽ cấm xuất cảnh trong thời gian hạn bao nhiêu ngày đó để tiến hành điều tra cụ thể. Luật định rõ ràng theo điều 124 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, có thể áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh thế thôi. Nhưng chúng ta cũng phải nắm rõ đây là quyết định của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, không phải của Công an tỉnh Bình Dương. Và tất nhiên là cũng không phải của Bộ Công an nha quý vị. Theo như lời báo chí thì các đơn thư của Đức Hiển, Henny Vibo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và Công Vinh đã được chuyển về Công an tỉnh Bình Dương. Vậy mà Công an tỉnh Bình Dương không hề ra quyết định, nhưng Công an Thành phố Hồ Chí Minh lại ra quyết định tạm hoãn nhập cảnh. Và y như rằng báo chí lên bài rần rần nhằm đánh hội đồng một bà Nguyễn Phương Hằng. Vậy câu hỏi rất lớn, tại sao Công an Thành phố Hồ Chí Minh không trực tiếp xử lý đơn thư mà lại ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh? Báo Công an Nhân dân cũng đã viết rất rõ. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thụ lý đơn của 6 người bao gồm Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Công Vinh, Henny Đức Hiển, Đinh Thị Lan tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng các hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng và các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra làm rõ. Tuy nhiên, cách đây gần một tháng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Như vậy, rất có thể quyết định này dựa trên đơn thư của cô Vibo, bởi vì chỉ có duy nhất cô Vibo hiện tại là không được chuyển đơn về Bình Dương. Và trước thông tin này, bà Phương Hằng còn mừng thêm đấy chứ. Trên livestream, bà Phương Hằng tỏ rõ thái độ tạm hoãn xuất cảnh có gì đâu. Bà Phương Hằng vẫn ở đây thường xuyên livestream cùng tất cả quý vị, chứ đâu phải là trốn chui trốn nhủi như đám cương sĩ như Henny Đức Hiển hay Vibo đâu mà tạm hoãn với không. Bà đang ở đây, con cái gia đình sự nghiệp bà tại đây. Cho nên dịch giả như thế này, tạm hoãn xuất cảnh đối với bà cũng không hề có một giá trị nào. Và trước thông tin, bà cũng rất mừng khi có quyết định tạm hoãn xuất cảnh, thì có hạn cho cơ quan chức năng phải tiến hành xử lý không để rời ra chậm trễ đơn thư nữa. Và xử lý một lần cho ra ngô ra khoai, không thể để cho lũ lươn liên tục chống phá hạ bệ doanh nghiệp. Như vậy được, muốn người khác tuân thủ luật pháp thì bản thân phải làm cho đúng, chứ không phải áp dụng cái lệnh rồi bỏ mặc kiện tụng đó chứ không chịu xử lý. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại, cấm xuất cảnh chả có ý nghĩa gì trong việc kết tội. Nó chỉ là thủ tục cần có để tiến hành xử lý, điều tra. Nên lũ lươn có gì đâu mà phải vội mừng gáy thế kia. Hơn nữa, thông báo ra cả tháng nay và hôm nay Đức Hiển chắc mới thấy được nên hí hửng về lên báo, rùm beng như kết luận cuối cùng không bằng. Hết cái để hạ bệ bà Phương Hằng, Vibo Henny Đức Hiển nhanh nhậu đớp mồi. Đúng là lũ lươn ngồi chập chờ xem bà Phương Hằng có sở gì là đớp ngay thôi. Chứ làm gì còn công việc nào khác đâu. Và trước việc bà Phương Hằng bị hoãn xuất cảnh và đủ các thể loại thông tin tràn lan trên mạng xã hội, từ báo chí chính thống cho đến fanpage của các cơ quan thông tin đại chúng. Cụ thể, một vài trang báo fanpage đã đăng tải. Báo Công an Nhân dân mới đây đã đính chính tin thêm vụ bà Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh theo quyết định của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để phục vụ cho công tác điều tra xác minh, điều tra do liên quan đến việc giải quyết đơn thư tố cáo của các cá nhân thuộc thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng do đại tá Trần Văn Lào, phó thủ trưởng thường trực cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ký vào ngày 16 tháng 2 theo quyết định thời hạn tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 16 tháng 2 2022 đến ngày 29 tháng 4 2022 để phục vụ công tác điều tra xác minh liên quan đến đơn tố cáo căn cứ vào quyết định phân công giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm số 171226 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng đã được gửi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tìm hiểu của phóng viên, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng của Công an Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho công tác điều tra như kể trên
không liên quan đến những vụ việc mà Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị, là người theo dõi drama từng chi tiết một, chúng tôi còn bị nhiễu loạn thông tin, huống hồ gì là người dân. Thật sự không biết báo chí có ý thức được vai trò cung cấp thông tin cho người dân không nữa. Khi đưa tin rất là bát nháo hòng chụp mũi cho bà Phương Hằng, và trước sự bát nháo của một số tờ báo đưa tin không rõ ràng, mang đậm tính quy chụp, cộng đồng mạng đã rất là bức xúc để lại bình luận. Thời buổi bây giờ đọc báo giống như coi hề vậy, mang danh là các trang báo chính thống mà đưa tin chưa kiểm chứng, làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của người khác. Vậy Nguyễn Phương Hằng có kiện các nhà báo này được chưa? Pháp luật ở đâu sao không bảo vệ cho người dân đi tìm công lý, mà để cho bọn nhà báo làm đủ trò để tru dập người ta? Rồi làm như người ta có tội hay gì mà đàn đàn lớp lớp hí hửng? Báo chí như một nồi thập cẩm, như vậy còn ai tin ở đây? Báo pháp luật ngày càng rẻ tiền vậy, cứ ngỡ dân đen ngu hết nhét chữ vào mồm vậy. Tạm hoãn thôi mà chúng đã hí hửng, nếu cấm chắc chúng nhảy tưng tưng ra đường không mặc gì luôn. Xuất cảnh hay không thì đã làm sao? Chỉ toàn là bọn lưu báo chuyên vu khống dìm chết bà CEO Phương Hằng. Chuyên vu khống bị đặt để hạ bệ cá nhân là giỏi. Kính thưa quý vị, sự thật bà Phương Hằng không hề bị tạm hoãn xuất cảnh như Đức Hiển vu khống. Ở bản tin trước chúng tôi đã cập nhật đến quý vị, Phó Tổng Nguyễn Đức Hiển đã ngang nhiên viết trên báo Pháp luật Online Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những tờ báo có tên tuổi. Cụ thể ông ta đã viết rằng bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh. Bà Hằng tạm hoãn xuất cảnh để cơ quan tố tụng xử lý các đơn thư tố cáo của nhiều cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Báo Pháp luật Online đã viết sáng ngày 11 tháng 3. Nguồn tin riêng của báo Pháp luật Online Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để phục vụ việc xác minh điều tra đơn thư tố cáo, và đi theo báo Pháp luật Online, báo Tuổi Trẻ cũng đã lên bài copy tương tự bài viết của báo Pháp luật Online Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên mới đây chúng tôi vừa cập nhật được bài viết của báo Công an Nhân dân, thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh là chưa chính xác. Cụ thể bài viết trên báo Công an Nhân dân Online như sau. Chiều ngày 11 tháng 3, Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, xác nhận với phóng viên báo Công an Nhân dân, thông tin cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng là chưa chính xác. Thượng tá Hoàng cho hay, cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chưa ban hành văn bản nào tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Do vậy, những thông tin đăng tải trên một số tờ báo và mạng xã hội vào sáng ngày 11 tháng 3 là chưa chính xác. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thụ lý 6 đơn thư của người bao gồm Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Công Vinh, Henny, Đức Hiển và Đinh Thị Lan tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng các hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Thì vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra làm rõ. Thưa quý vị, như vậy sự thật đã quá rõ ràng, không hề có chuyện bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh như báo của Nguyễn Đức Hiển, báo Tuổi Trẻ và một số tờ báo khác đưa tin, như báo Thanh Niên, báo Dân Trí. Vậy Phó Tổng Nguyễn Đức Hiển đích thị đang vu khống cho bà Nguyễn Phương Hằng, liệu rằng ông ta và chính tòa soạn của mình có phải chịu trách nhiệm trước hành vi vu khống trắng trợn này hay không? Và chúng ta hãy cùng chờ động thái của CEO Phương Hằng trong buổi livestream vào chiều ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị ngay khi có những thông tin mới nhất.